làm sao để chọn trường và chọn ngành phù hợp khi du học ở Úc? Học lực trung bình và chưa có tiếng Anh thì có du học Úc được không? Và điều kiện xin visa như thế nào? Dưới đây, Tương Đại Dương xin giới thiệu với các bạn các tiêu chí chung của các trường và điều kiện nhập học. Với từng trường học cụ thể sẽ có những điều chỉnh tương ứng. Đây được coi là điểm yếu trong định hướng nghề nghiệp của rất nhiều phụ huynh và học sinh. Tiêu chí đầu tiên trong việc chọn trường và chọn ngành là nguyện vọng và sở trường của mỗi cá nhân, định hướng việc làm sau khi ra trường. Để giúp phụ huynh và học sinh không lựa chọn theo cảm tính, xu thế xã hội, chương trình đã phối hợp với các câu lạc bộ giám đốc nhân sự Việt Nam hỗ trợ miễn phí các kỹ thuật bài kiểm tra nhằm định hướng nghề nghiệp cho du học sinh, bao gồm phân tích sinh trắc học dấu vân tay nhằm kiểm tra tố chất theo khoa học, làm bài test năng lực tư duy, làm bài test kiểm tra nghề nghiệp phù hợp, phỏng vấn và tư vấn trực tiếp với chuyên gia nhân sự. Tiêu chí tiếp theo là mức độ dễ dàng khi xin visa. Những năm trước, việc xin visa Úc được quy định rất khắt khe từ ngày 24 tháng 3 năm 2012. Với những thay đổi về chính sách visa của chính phủ Úc, sinh viên có thể đi học tại các trường visa bậc 1, không cần chứng minh tài chính, không cần chứng minh tiếng Anh, không cần phỏng vấn xin visa. Và để cập nhật những thông tin học bổng mới nhất từ các trường, các bạn hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Vậy nếu sinh viên có học lực trung bình và chưa có tiếng Anh thì có du học Úc được không và điều kiện xin visa thế nào? Dưới đây là các tiêu chí của trường và điều kiện nhập học. Về học lực, phần lớn các trường ở Úc đều yêu cầu học lực trung bình khá trở lên đối với tất cả các bậc học. Với những chuyên ngành đặc biệt, trường có yêu cầu riêng với từng môn học liên quan như là môn toán đối với ngành kỹ sư xây dựng, môn hóa đối với ngành dược, v.v. Với những trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện học lực của trường, vẫn có thể được nhận vào học theo diện có điều kiện. Ví dụ như là chứng minh được sự tiến bộ trong quá trình học tập ở Việt Nam, tăng điều kiện về khả năng tiếng Anh hoặc làm bài test bổ sung. Chứng chỉ tiếng Anh. Đối với bậc đại học, điều kiện tiếng Anh là chứng chỉ IELTS 5.5 đến 6.5, tùy theo chương trình học. Yêu cầu này sẽ cao hơn đối với bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Đối với các trường thuộc nhóm xét visa bậc 1 và bậc 2, sinh viên không cần đáp ứng chứng chỉ IELTS trước khi xin visa, chỉ cần làm bài kiểm tra tiếng Anh để xác định được trình độ và được phép sang Úc học tiếng Anh trước khi nhập học khóa chính. Thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào kết quả bài kiểm tra. Với nhóm xét visa bậc 3, tức nghĩa là đi học nghề, sinh viên cần có chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.5 trước khi xin visa. Học sinh trung học phổ thông không cần có chứng chỉ IELTS từ Việt Nam. Khi sang Úc học, nhà trường sẽ có chương trình dạy tiếng Anh tùy theo trình độ. Đặc biệt với các trường trung học phổ thông công lập, học phí khóa tiếng Anh được hoàn toàn miễn phí. Điều kiện visa. Trước đây, việc xin visa Úc rất khó khăn với các yêu cầu về chứng minh tài chính, chứng minh tiếng Anh, phỏng vấn, v.v. Tuy nhiên, từ ngày 24 tháng 3 năm 2012, việc xét visa trở nên đơn giản hơn rất nhiều, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam. Cụ thể như sau, visa bậc 1 khi đăng ký các khóa học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại 41 trường trong danh sách xét visa bậc 1. Visa bậc 2 áp dụng đối với các trường đại học, học viện không thuộc danh sách 41 trường đã nêu, chương trình học trung học phổ thông và một số khóa ngắn hạn. Visa bậc 2 yêu cầu phải chứng minh nguồn gốc tài chính của người bảo lãnh. Visa bậc 3 chủ yếu áp dụng với các khóa cao đẳng, các khóa học nghề, v.v. Với bậc xét này, ngoài việc phải chứng minh nguồn gốc tài chính, sinh viên còn phải có chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.5 khi xin visa. Trong trường hợp gặp khó khăn trong việc xét visa bậc 2, bậc 3 do không thể chứng minh nguồn gốc tài chính hoặc không đủ điều kiện tiếng Anh, sinh viên có thể thay đổi lộ trình học của mình để được thay đổi bậc xét visa. Việc thay đổi lộ trình tùy thuộc vào trường và khóa học mà sinh viên đăng ký. Mọi chi tiết phải liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam, du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771 hoặc có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Việc tiết kiệm chi phí và thời gian 2 năm học lớp 11, 12 tại Việt Nam hoặc tại Mỹ bằng cách là cho các bạn học sinh chọn học chương trình Complete High School. Vậy thì chương trình học này là gì và nó giúp cho các bạn tiết kiệm ra sao? Anh có thể trình bày rõ hơn về vấn đề này ạ? Hầu hết các bạn sinh viên cũng như các bậc phụ huynh đều nghĩ rằng du học ở Mỹ hay du học các nước khác đều phải hoàn thành xong chương trình hết lớp 12.
phổ thông trung học tại Việt Nam thì mới được học chương trình cao đẳng hoặc học chương trình đại học ở Mỹ. Nhưng thực sự ra có, nếu các bạn tìm hiểu kỹ hơn chút xíu thì các bạn sẽ thấy được ở Mỹ cũng có khá là nhiều trường chấp nhận các bạn học chương trình Complete High School. Có nghĩa là các bạn học hết chương trình lớp 10, các bạn có đủ 16 tuổi thì các bạn có thể theo chương trình học Complete High School này. Chương trình này nói rõ hơn là chẳng qua là chương trình học cao đẳng bình thường như các chương trình học cao đẳng khác. Nhưng các bạn sau khi học chương trình cao đẳng Complete High School này thì các bạn cũng sẽ có luôn được cái tấm bằng phổ thông trung học tại Mỹ. Sau khi học xong chương trình Complete High School này, các bạn vẫn được liên thông lên những chương trình đại học khác, ví dụ như University of New York, University of Michigan, UCLA hay là Seattle University, University of Oregon. Một vài trường tiêu biểu tại Washington đào tạo chương trình Complete High School mà tôi cũng muốn cung cấp cho các bạn là Seattle Central Community College, mức học phí cỡ khoảng $9,235 trong một năm. Trường có khuôn viên rất là lớn, có khoảng 7% sinh viên quốc tế từ 40 quốc gia đến học tại trường. Hoặc là trường Green River Community College, học phí $9,600 một năm. Trường có cỡ khoảng 10% là sinh viên quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia khác nhau. Hoặc trường South Puget Sound Community College, học phí cũng cỡ khoảng $9,238 một năm mà thôi. Còn về việc chọn thành phố, tiểu bang để học thì không biết là có giúp ích được gì cho các bạn sinh viên trong việc tiết kiệm chi phí hay không ạ? Điều đó là tất nhiên, bởi vì nhiều bạn ở Việt Nam thường mong muốn mình qua bên Mỹ học ở những thành phố danh tiếng như là New York, San Francisco, Washington DC, Boston v.v. Mà các bạn quên là sống ở tại những thành phố được nhiều người biết đến, đồng nghĩa với lại các bạn phải chấp nhận các mức sinh hoạt phí rất là cao. Bên cạnh đó còn có những thành phố có mức sinh hoạt phí khá là thấp nhưng chất lượng sống cũng không thua kém, đảm bảo cho các bạn về mức chất lượng về giáo dục. Ví dụ như là tiểu bang Tennessee, tiểu bang Arkansas, Indiana, Oklahoma và đặc biệt là tiểu bang Texas với rất là nhiều trường mà tôi đã trình bày bên trên. Hầu như các tiểu bang này mức sinh hoạt phí ở đây bằng cỡ khoảng 85% trung bình sinh hoạt của cả nước Mỹ mà thôi. Đó là một vài sự lựa chọn khác dành cho các bạn. Và cuối cùng anh có thể giới thiệu thông tin về một vài học bổng mà công ty Tân Đại Dương có thể cung cấp để giúp cho các bạn sinh viên tiết kiệm thêm chi phí khi đi du học ạ? Thực sự học bổng thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà thường tất cả những cái trường đều có yêu cầu điểm IELTS của các bạn rất là cao, khoảng 6.5 hoặc 7.0 trở lên, hoặc là điểm bình quân 3 năm học cuối cấp khoảng 8.0. Đó là những yêu cầu hơi bị khó đối với sinh viên Việt Nam. Cho nên là chúng tôi chú trọng vào học bổng của chương trình Anh ngữ, bởi vì hầu hết sinh viên Việt Nam qua bên đó đều học chương trình Anh ngữ trước, sau đó các bạn mới vào chương trình học chính là chương trình cao đẳng hoặc đại học. Thì chương trình cao đẳng hoặc đại học thì họ chú tâm đến học bổng cho sinh viên trong quá trình sinh viên theo học tại trường nhiều hơn là cấp học bổng cho sinh viên đầu vào. Chính vì vậy cho nên là các bạn nên lưu ý những học bổng cho chương trình Anh ngữ như chương trình học bổng từ tổ chức ESLI, đây là tổ chức cung cấp các khóa học tiếng Anh cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh cũng như chưa có đủ điểm SAT. Sinh viên học tiếng Anh tại các tổ chức này được cấp học bổng từ 30-50% học phí. Chương trình học bổng từ Navitas tại các trường như là University of Massachusetts, Lowell hoặc là University of New Hampshire với mức học bổng cỡ khoảng 10-15% học phí. Và đặc biệt là tổ chức ELS trị giá 40% học phí ELS với điều kiện là các bạn phải đến công ty Tân Đại Dương đăng ký trước ngày 30 tháng 9 năm 2013 này. Trúc Giang chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh Bảo Anh vừa rồi và tin chắc rằng với những thông tin này thì các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sinh viên đã phần nào giải tỏa được nỗi băn khoăn của mình về vấn đề chi phí khi đi du học tại Mỹ. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ.
Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.